Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt ở nhà của anh Sự ở huyện Nhà Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay anh Sự có về một số phô mai ha, để whip nè quý vị. À, giá hữu nghị ha, rất mong quý vị ủng hộ cho anh Sự. Khối đế ha, siêu phẩm luôn. Rồi chào anh. Rồi tạm tâm anh. Kính chào cô chú anh chị em trên mọi nước. Nam vị với cô chú anh chị mình là 20 mấy cây mai phôi ha. Dạ. Thì cũng mong cô chú anh xem clip ủng hộ cho em. Thì dạ, em cũng chân thành cảm ơn cô chú gần xa đã ủng hộ em clip vừa qua. Em chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ. Thì cũng ngày mới chúc cô chú anh chị mỗi miền nước mình được nhiều sức khỏe ha, và thành công việc ha. Rồi mấy chờ lâu để em vô tiếp theo clip trước như là mã số 71 ha. À, 71. Mã số mới đầu tiên là cây cây mini ha. À. Đấy, cây này rất đẹp cho cô chú anh chị mình ơi. Để bích bầu luôn ha. Dạ. Quá trời em dài. Rồi hoành thêm em 16 em. Đây, mã số 71 nha cô chú. Cái cổ chỗ này là 39 nha. Rồi. Đó, mình xuống này đặt chỗ này cho anh em tham khảo nhiều, 56 nha. Làm tổng của đồ đế cái đây ha. Là 65. Đó. Rồi chị em lấy chiều sổ của nó là xuống tới đáy mình là 4 tấc 9 nha anh em. Đế của mình là xuống tới đây luôn ha. Đó. Biết ha. Ừ. Anh em nghe chỗ này là hồi nhìn giống mình đương nằm sắp lắm anh em. Để chút xíu qua quay quanh vòng cái anh em mình tham khảo coi. Xem qua bộ đế nha. Chỗ 4 tấc 9 nha anh em. Cái rất đẹp anh em mình ơi. Rồi mã số 71 đầu tiên nha cô chú anh chị mình ơi. Một em chân dài cực đẹp luôn ha. Rồi em sửa về là anh em về trồng, để về trồng luôn ha. Em vô nhôm hết á, rút cho anh em về trồng thoải mái luôn. Đó, anh em tham khảo cái này đi ha. Đó, mã số 71. Đó, rất đẹp cô chú. Đây chụp nó nhìn y chang như cái hình người mình nằm luôn anh em. Trên đi xuống. Đó. Chân cẳng đầy đủ luôn. Đó, nhìn y chang thú luôn em. Bỏ cổng đế này ra nhìn thấy đẹp lắm nha. Yeah. Cắt bỏ cổng đế này ra nhìn rõ nét. Đó, rất đẹp. Rồi, mã đầu tiên cô chú anh chị mình lên 2,5 triệu ha. Rồi, là một em chân dài cho anh em. Đó, rồi tiếp tục mã số sách này đâu. Rồi tiếp tục mã số 72 ha. Rồi, 72. Quá sức cây này nữa ha. Lực cây nè. Rồi, em đo vị trí này nha anh em. Vị trí này là 34 ha. Rồi. Đó, 34. Rồi cái cổ đặt em nói ha. 54 ha. Rồi. Vậy em tổng cái đế cho này nha anh em. Rồi 1m là 18 ha. À. Đó, 1m 18 nha. Rồi, em sẽ lấy cái chiều sổ em nói từ đây xuống tới đây bầu mình là 5 tấc 6 nha anh em. Thì đế của mình là xuống tới đây luôn ha. Dạ. Là 5 tấc 6. Rồi, lấy chiều xuống tới đây đi ha. Là 62 ha. 62 cao. Rồi cái này anh em muốn chơi tàn dụ cũng được ha. Anh em muốn chơi về cắt đóng đầu đinh chỗ này ha cũng được ha. Đóng đinh chỗ này cũng đẹp ha. Đó, tại vì cái chỗ này hoành thắng hơi to nè anh em. Chỗ này hơi to ha. Chỗ này nó 26 ha. Dạ. Rớt là chỗ cái này nè, 20. À. Rồi, thì anh em mình chơi hai loại dạng chơi. Một là anh em mình chơi với tàn dụ ha. Anh em cắt xuống đây thì cũng chẳng đẹp ha. Rồi, đây quay xe vòng cho anh em tham khảo nha. Đế ở trong thì đế cộng đồng lấy lực không anh em. Nó nằm ở lớp đế ở trong nha, đế trong lớn lắm. Đó. Đây. Cái này tham khảo luôn, rất đẹp anh em. Chân dài ha. Chân dài. Rồi, cái này giao lưu cô chú anh chị giá là 3 triệu 7 ha. Rồi, 3 triệu 7 cho mã số 72 nha cô chú anh chị mình ơi. Rất đẹp ha. Quá sức một nồi luôn anh cô chú anh chị mình ơi. Quá sức em. Rồi, xuống cây. Này xe không được rồi. Quá bắt lên. Chậm lắm. Rồi tiếp tục mã số 73 ha cô chú. Hoành thân 24 ha. Rồi. Và thằng đế giật ngang này nó 48 ha. Chiều cam nó vậy là 37 ha cô chú. Thì lâu rồi. Nó vô cái kia đi kìa, quay mấy cái này vô kia này lâu lắm. Lắc lượng bonsai ha. Lâu lắm. Lên xuống không kẹp không? Vậy lâu lắm, 25 cây rồi. Đó, cây này lên xù quá nè, lên xù cục cục như nè. Nè. Cây này rất đẹp ha. Còn hiện nay giao lưu cô chú chị em giá 900 ha. Đó, 900k cô chú ơi. Đó, này hàng này thì em xả lỗ cho cô chú chị mình ha. Dạ. Rồi em lên cái giá em nhiêu là em giao lưu anh em mình nhiêu ha. Em cho anh em mình ha. Rồi anh em mình thương tình ủng hộ thì hàng này hàng xả lỗ không à. Rồi tiếp tục mã số 74 ha. À. Xuống lâu lắm. Kìa này. To lực ha. Đó, còn bớt nữa. Dạ. Em bớt giá này là hết bớt rồi em anh trai. 900. Rồi hoành thân 28 nha cô chú. Dạ. Bữa động lại mấy cái này nha em. Rồi cũ là 41 ha. À. Chiều cam nó là 28 ha. Rồi cái này em lấy 1m2 thôi. Lấy mét mang 1m thôi. Đó, cây này cây quái cây ha. Đó anh em muốn chơi một phân cao không chơi anh em về cắt rồi về đây ha. Đó, cắt cái đây cũng đẹp hết nè. Đó anh em muốn về chỗ này cũng đẹp nữa ha. Chỗ nào cũng đẹp hết. Cây quái cây ha. Rồi muốn bán mau lẹ cho cô chú anh chị mình xả lỗ cho anh cô chú anh chị mình ha. Rồi con cây này là giá 1,3 triệu ha. Rồi như là sát giá cô chú anh chị mình nha, tham khảo nha. Rồi
Tiếp tục mã số 75 ha. Đây, lùng lực lắc lư cực đẹp nữa ha. Rồi hoành thân là 25 ha cô chú. Rồi cái củ này lớn lắm. Củ 47 ha. Em đo tỷ thế này vô đây đi, 36. Đấy, cây lắc nó rất đẹp cô chú anh chị bên này. Bé như con rắn mình luôn ha. Đó, tham khảo cái này nha. Qua sức bộ đế nè. Khủng lồ luôn. Rồi giao lưu cô chú anh chị giá là 900 ha. Rồi 900. Rồi 900 cho mã số 75 ha. Đó. Anh em hợp nhãn cái nào em cứ gọi tới cái đó anh em. Rồi còn anh em nói bớt là thật sự là thật tình em bớt mấy anh không nổi em anh trai. Thông cảm ha. Đây nhiều khi anh em nói bán thì sao không bớt. Nhờ nhà hàng em sát giá ha. Nói em sợ lỗ nặng rồi. Rồi hoành thân là 28 em cô chú. Mã số 76 em. Rồi cũ em đòi cũ em. Rồi cho đúng đúng cái. Rồi 37 cái cũ ha. Chiều cam đó là 30. Đó, chân cẳng đầy đủ hai chân trước luôn. Hai bên bên chân luôn, cái rất đẹp mã số 76 cô chú anh chị mình đây. Đó, hoành thân to ầm luôn ha. Rồi, giao lưu cô chú em giá là 1,2 triệu ha. Rồi, 1 triệu. Rồi, 1,2 triệu. Hai chân hai bên rất đẹp cái này nha cô chú anh chị mình đây. Hoành thân to luôn ha. Rồi, xuống đây luôn. Con sai lắc lượng. Rồi, tiếp tục mã số 70. Biết ha. 77. Rồi, cái này bị lửa nha anh em. Hoành 23 ha. Nhưng mà cái đế đặt dữ lắm nha nè. Cái đế mình đặt ghê lắm ha. Tổng đặt cái này ha. 65 ha. Rồi. Lấy chiều cao. 41 này nó không lỗ mà không một cái em. Này bình thường nha, cứng cừ ha. Đó là này cũng đang đi da non ha, đang liền. Ở đây gần liền rồi. Đây có chừng anh em dẫn tháng liền ha. Đó cây bẻ rất đẹp ha con. Rồi cây này thêm đế thì đẹp nha. Nói chung đế mình khối đặt ha. Rồi Zalo cô chú anh chị giá 800 ngàn ha. Rồi 800. 800 luôn cô chú anh chị mình đây. Có hàng đẹp tại bị lỗ anh em. Giờ luôn em 800 ha. Rồi mã số 77 ha. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục mã số 78. Cây này hoành to ha. Cho anh em mình nuôi lại ha. Hoành 27 nha cô chú. Rồi. Qua tại cái củ đóng rồi nè mày. Củ đặt mình 49 nè. Chiều cao là 82 ha. Đó, cô chú anh chị mình về nuôi cái tàng là chơi ha. Đây trước nó thiếu cái nè, nhưng mà mình nhờ đóng cái cũ nè, mình chỉ chơi cái mặt tiền này thôi. Đó. Rồi cái này giao lưu cô chú anh chị giá 900 coi. Rồi, 900. 900k thôi cô chú anh ơi. Đó, quá sức này. Rồi mã số 78 em. Rất đẹp nha anh em. Đó, giờ em thì em giá này thì em xả lỗ cho cô chú anh chị mình nha. Em thương tình ủng hộ. Rồi, tiếp tục mã số 79 ha. Rồi hoành thân 26 nha cô chú. Dạ. Củ nhỏ nhỏ cho này là 37 ha. À. Rồi chiều cao nó là 40. Đây. Cái chừng trước rất bự ha. Đó tay cành rất đều cô chú anh chị mình ơi. Rồi giao lưu cô chú anh chị giá 800 luôn ha. Rồi, đó, cho anh em dễ chơi, thích cái nào lụm cái đó. Đó giá 800 thì anh em lụm cái nào cũng được ha. Dễ chơi có 800k hoành lớn mà nè. Đế cũng đẹp, dáng cổ cũng đẹp ha. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục mã số 80 ha. Đó này bộ đế chạy cũng đẹp nha. Rồi trình hoành thân cái này 23 nha cô chú. Cổ cũ mình là 38 ha. Bộ đế chạy đẹp quá. Chạy xuống đây 25 ha. Rồi. Chiều cao xuống đây là 37. Cây dáng bẻ lắc đẹp đẹp anh. Này em chơi thác đổ cũng được không ha. Em cắt này la dạng nè, chơi hai dạng nè. Rồi 800k luôn cô chú chị mình đây. 800. Đó, 800 luôn. Giờ xả lỗ nè em. Rồi mã số 80 ha. Rồi tiếp tục. Cây này nung quá trời nung à. Cây này quái ha nè. Tông cao. Cây này phone cao tải nung quá nè. Nung quá em để lại cho đẹp bổn. Thấy nó nung đẹp nè. Cây này quái cây nè. Rồi hoành thân là 26 luôn ha. Rồi. Còn cái cũ quá sức, cái cũ này bự rồi. Đo cái sao đo vòng vòng nhỏ rồi thôi 46 ha. Để quái. Lấy chiều cao nhỏ thôi. Cục thôi 1 mét đi. Cây này quái cây cô chú, đóng cây dùng ớt luôn ha. Đây tay cành nè. Anh em mình coi lại tay cành, xem lại tay cành này ha. Đó nó nu cục cục hết nè, mỗi tay cành mới có hết nè. Tay cành nó cũng lên nu hết vậy đó. Cây này quái cây nè. Tại nu có về về nữa nè, đây, cục cục luôn ha. Rồi, giao lưu cô chú anh chị giá 1 triệu ha. Rồi, chơi mau lẹ luôn, hoành thân lớn luôn cô chú nè.
Rồi, có một cặp này đẹp nè. Cặp bữa hấm còn ông hàng, cái này đế đặc. Tông cao ha. Rồi, mã số 82 ha. Cây vừa rồi 81. Rồi, bình thân giữ tiếng là 28 nha cô chú. Rồi. Còn này cũ đặc nha. Anh em thích chơi cũ đặc vô, cũ này đặc cứng. Đặt chỗ này nè. 53. À. Quá tải cũ. Rồi, chiều cam lấy 1.7 đi. Bẻ dáng đẹp ha. Có chân trước không ha. Đây. Hai chân trước rất đẹp nha, hai chân hai bên. Chân này bên, đúng là chân này với chân này mới đúng nè. Đây nè, hai chân nè. Còn mấy này dư rồi, về phá cắt bỏ cũng được ha. Lấy hai chân, đẹp lắm. Để đặt đi ha. Rồi, cho luôn cô chú anh chị em giá 1.2 triệu luôn ha. Rồi, chơi màu lẹ cô chú anh chị mình đây. Đó, cái này rất đẹp ha. Tay cành rất đều luôn. Rồi, hút luôn. Rồi, cái này chưa rửa nữa nè. Quanh to ha, lực cây. Chưa rửa luôn, chưa sửa, sửa sẵn luôn. Cái này chặt bá lửa lên mình đây. Rồi, em đo vị trí nhỏ cho này cái này nè. Cái dáng bé đẹp quá. Hoành thân 29 nha. Rồi. Còn chỗ này thì nó tới 33 nè. Rồi cái cũ nha. Cái đó cái này cũng như hoành thân anh em. Còn cũ mới nằm dưới đây ha. Cũ mình 48 nha. À. Quá tại cũ. Chiều cao xuống đây là 47 nha. Anh em tham khảo là cái này em chưa sửa sang anh em nhìn thấy không được đẹp chút nha anh em. Yeah. Nằm trong góc quên nữa nè. Đó, bấm loạn lại xịt sửa ra đẹp quá trời cái này lực anh em. Dáng bé cực đẹp ha. Rồi cái này Zalo cô chú anh chị giá 1.5 triệu ha. Rồi 1.5 triệu. Rồi 1.5 triệu cô chú anh xem cây này rất đẹp nha. Mình chưa sẵn sàng anh em thấy không được đẹp đâu. 1.5 triệu. Rồi. Rồi tiếp tục mã số 84 nha. Anh em nhớ giùm em mã số anh em. Nãy em cũng quên đọc mã số ha. Rồi hoành thân là 24 nha. Rồi. Cũ mình là 34 nha. Chiều cao là 37. Rồi đẹp quá này mày. Đấy đẹp quá nè. Chân cẳng đầy đủ luôn nè, cây này đẹp nha. Đó. Rồi, Zalo cô chú anh chị giá 850 luôn. Rồi, 850 của chú anh chị mình đây. Chơi luôn. Lỗ rồi. Rồi, mã số 84 nha anh em. Rất đẹp ha. Đẹp quá. Rồi, mã số 85. Rồi, 85. Cây này cây bonsai anh em, xem kỹ cây này nha. Em sửa cây bonsai đẹp hoành thân 21 em. Cái cũ mình thì 36 nha anh em. Đây. Này là đổ nha anh em. Dạ. Đây cái này đổ nha. Anh em nhà tham khảo của đổ nó đẹp nha. Đó, còn cái này cây cành bay ha. Một chủ mình đây. Hai dáng thấy ha. Hiện thấy cây này đẹp anh em. Làm đổ đẹp lắm ha. Rồi anh em tham khảo cái này ha. Nó hai chân chiều trước rất to ha, rất đẹp anh em. Tay đuôi rống đất đẹp ha. Về thích thì bỏ luôn cái đuôi này, lấy một cái đuôi này nè, hai bắp đuôi hai bên anh em. Đó cái này anh phải xem rõ nét mới được nha. Nè bỏ nè, cắt bỏ nè, đó hai đuôi hai bên ha, đuôi rõ nét luôn. Đó, hai chân chịu hoàng cái bonsai rất đẹp ha. Rồi, Zalo cô tính chìm giá 1 triệu ha. Rồi, 1 triệu. Rồi, 1 triệu nhỏ có nó bỏ này mà đây. Anh em phải, mình phải nhìn vô thấu được anh em ơi. Rồi, 1 triệu cho mã số 85 ha. Rồi, ra đâu, ra đâu, đâu. Rồi, tiếp tục mã số 86, một con ếch anh em. Quá trời nguyên ếch lên em ơi, hoành thân 29 nha. Rồi, con ếch mà giữ này anh em ơi. Cũ này là 46 ha. Chiều cao nó xuống tới đây là 47. Đó anh em thấy rõ ngớt chưa? Hai bên đùi ngớt anh em. Đây, hai bắp đùi hai bên ha. Rõ nét đàng hoàng. Đó, tham khảo đúng ngớt chưa? Rất đẹp ha. Chân cắn ngớt này, chân bước lên nha. Cái chân vừa bước lên nha. Chân bên kia vừa sỏm nha. Đó, đây rất phê nè mày. Rồi, Zalo cô chú anh chị giá là 1 triệu 7 ha. Rồi, 1 triệu 7. Đó anh em tham khảo ngớt rất đẹp nha anh em. Đó, con thú gì mà chứ 1 triệu 7 luôn anh em mình đây. Zalo anh em quá tê cái này luôn ha. Rồi xuống cây đi. Rồi xả lỗ anh em mình nha. Ủng hộ. Đó cây này vừa clip rồi anh em tải em 3 củ rưỡi em không bán. Rồi giờ lên 3 củ rưỡi luôn anh em ơi. VIP ha. Rồi cái này giờ bữa hoành to lực cây nè. Hoành VIP luôn. 87 ha. Giờ đo không được nha nè. Cây này thì em bao anh em mình nằm đây là 38 với 40 nè. Dạ. Vị trí này nha. Còn cái củ của mình nó tầm khoảng là nếu mà đo đúng khoảng nó gần 60 nè, cái củ mình nha. Lớn lắm. Giờ em đo chỉ vòng ngoài đây coi cái cổ nhỏ ngoài đây cho anh em mình nha. Eo ha. 29 nè, tại mình thọc vô không được. Anh em xem khảo cây này nè. Nó đóng nguyên một khối luôn nè. Đây nè. Mình thấy đóng một khối nè. Đây là em tầm khoảng là 38 với 40 nha, ngay khu này anh em. Đó anh em coi đóng chân cẳng này nè. Nè kinh bích ráo cây này quái cây nè. Này bẻ cổ rất đẹp cây này. Còn cái cũ của mình thì thôi đừng nữa tới anh em ơi. Đó cũ mình lớn lắm, đem đo bề ngang cũ qua cho anh em tham khảo cái qua cũ này 22 cm ha. Rồi. Đó cũ mình bề ngang nhá. Rất to cây này cây da me luôn ha. Rồi, giờ em cũng giao luôn anh em 3 củ rưỡi luôn ha. Rồi, 3 triệu rưỡi ha. 3 triệu rưỡi. Cái này phê lắm rồi nè.
Mã số 87 ha. Rồi tiếp tục mã số 88. Này lai lai thú nằm nằm không đẹp lắm anh trai. Hoành thân 27 nha. Rồi. Kéo chỗ này là nó tới 46 anh em. Củ còn tròn đẹp quá đây. Rồi 29 chiều cao. Này đóng có củ có duyên. Rồi giao lưu cô chú anh chị em giá 1 triệu luôn. Rồi 1 triệu. Đó anh em tham khảo cây này củ rất đẹp anh em. Để rất đẹp, hàng bonsai bẻ rất đẹp, duyên thú ha. Chân trước hai chân trước đằng qua anh em ơi, cây này đẹp nha. Đầy đủ hết à. Đó, rồi 1 triệu. Quá phê à. Rồi, nặng nặng cái này 40-50kg không? Ừ, chút luôn. Đó. Rồi, hoành thân 32 nha cô chú. Rồi, cái cũ của nó, giờ muốn đo kiểu sao lên em ơi. Cái cũ vậy là 53 nha cô chú. Còn mình đo cũ dưới đây là 58 nha. Cũ quá sức cái cũ anh em nè. Cũ nó bự vậy nè. Cũ nó dài là 18cm nha. Cũ dài nè. Hết thân cây này anh em ơi. Đường kính bầu, đo đường kính bầu của nó ha. 58 đường kính bầu nè. Cây rất to, thì quái ha. Đó. Cây này chỉ cái dáng của nó là xấu thôi ha, em cảm nhận. Nhưng mà đóng cái cũ thì anh em phê lắm anh em ơi. Chơi ngoài cũ rất phê nha anh em. Đóng y dùng ốc luôn á. Cái này nè ha. Mã số 89 nha anh em. Rồi, giao lưu anh em mình giá là 3 triệu 2 luôn. Rồi, đó, chờ hết mức anh em mình luôn ha. Rồi, xả lỗ cho anh em mình luôn. Rồi. Ơi, quá sức cây đó. Rồi, tiếp tục mã số 90 ha. Rồi, hoành thân là 26 nha cô chú. Còn củ bự quá, khó đo lắm. Em đo từ cái cổng đế này qua tới cổng đế này là nhiêu ha anh em? 48 nha. Qua trời, cổng đế xa. Rồi, chiều cao 3 tấc 8. Cái đầu đế mình phải 1,5m nha anh em. Tổng đầu đế ha. Đó, chân trước có hết em ơi. Hoành thân to luôn. Rồi, cái này giao lưu cô chú giá là 1 triệu tư ha. 1 triệu tư nha cô chú chị mình. Qua trời bộ đế mình khủng anh em ơi. Quá tê này. Rồi. Rồi tiếp tục thú. Mã số 90. Lắc lượng luôn. 91 ha. Rồi hoành thân là 32 nha anh em. Tại ha. Qua tại còn cũ chỗ này là 43 ha. Chiều cao nó là 37. Đuôi thú dài là 32 tấc 6 ha. Đó. Cái này nè nó lên chân nè. Cục luôn nè. Tham khảo cái này ha. Tai cành rất đẹp. Chừng cái đầu nó nguyên thú luôn, thú quá đầu anh em. Em rõ nét thú rất đẹp anh em. Rồi giao lưu cô chú anh chị giá 1 triệu 7 luôn ha. Rồi 1 triệu 7. Nói chung xả hàng cho anh em mình luôn ha. Rồi 1 triệu 7 xác giá hết nha anh em. Hàng em đưa ra thì anh em ưng ý cái nào thì ủng hộ. Ủng hộ cái đó anh trai ơi. Giá em đưa ra chính xác hết cho anh em mình ha. Rồi. 92. Cây Jamay ha cô chú. Rồi đó ngoài đây đi. 27 đi ha. Trong đây thì đo thì cắn cái đế nó bự lắm. Dạ. Trong đây cái nằm đế nằm cái chân nằm dưới thì đo ra tới 30 lần mình lấy cái nhỏ này ha. Còn cái cũ thì chà bá nữa à. Đo cũ về đi. 38 này, dạ. Đo kiểu vậy là 38 cho anh em ha. Cái này tàn đẹp quá nè, cây mắt tem cút ha. Hoành thân kiều cao 70. Đó, cái này cái mắt tem cút nha cô chú, cái này quái cây lắm ha. Cái này da me. Đó, da nó như me này, xịt không ra luôn nè. Cũ tròn vịnh luôn ha. Rồi cho luôn cô chú chị em giá là 1 triệu rưỡi luôn. Rồi 1 triệu, rưỡi luôn. Tại canh đều rang luôn. Đó chơi thoải mái luôn. Rồi xuống cây mã số 92. Rồi tiếp tục con thú quái đầu luôn ha. Dạ 30 đúng ha. Rồi. Cũ 38. Chiều cam nó là 30 sen ha. Chiều xổm nó là 20. Đó, thú quá đầu rất đẹp nha cô chú, có đu ha. Cái này nên tham khảo, cái này rất đẹp nè. Dạ. Rồi, giao lưu cô chú anh chị giá 1 triệu 2 luôn. Ở chơi luôn. 1 triệu 2. Hoành thân lớn con thú vậy giao lưu anh em 1 triệu 2 luôn ha. Đó. Đại thú cục quá. Đôn quá rồi. Quá đẹp, hoành thân to âm luôn. Này vô chợ chậu kiểu đẹp lắm nha nè, cây đó đó. Rồi, cây này cũ vậy mà ế nè. 94 anh em. Cục đế ha. Trời ơi, còn cổ đế nó hết thân. Rồi 27 ha, trong đây thì nó hơn, trong đây khoảng 29 nè. Mình đo cũ, cái cũ rồi, chúng sao đây.
quá tại vậy đôi củ dày thì 63 nè. Trời. Dạ sao vậy? Quá trời nó bự ghê. Củ qua tới củ này là 17 sen ha. Thì xuống đây là 17 luôn. Cái này củ vuông anh em ơi. Dứt à. Rồi 42 cao. Nó bẻ chữ ít luôn. Quá trời đế ha, cộng nào nó lực 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 anh em ơi. Đóng củ anh em thích chơi củ nè, quá trời củ chưa. Đó. Rồi, Zalo cô chuyến giá 2 triệu rưỡi luôn. Trời, 2 triệu rưỡi. Đại hai giá cho anh em mình luôn, xả lỗ cho anh em mình luôn ha. Là mã số 94. Rồi, 95. Tiếp tục lên mã số 95 ha. Đây, cây lắc lượng anh em. Rồi, hoành thân vị trí là 29 nè, tính 28 đi. Dạ. Cũ xuống đây chút xíu 34 nè. Rồi, chiều cao xuống đây là 65. Đây. Đó, bộ đế đẹp nha anh em ơi, bộ đế đẹp nè. Dáng lắc anh em coi, dáng lắc đẹp nha anh em. Cây dáng lắc đẹp lắm á. Ừ, cây gì dáng đẹp á. Nên tham khảo cây này nha. Rồi, Zalo của chú anh chị em giá 1 triệu tư luôn. Rồi, 1 triệu tư. Đó, 1 triệu tư luôn của chú anh chị mình đây. Hoành thân lớn luôn ha. Hạ cho anh em mình luôn. Xả lỗ quá rồi anh em ơi. Cũ nở. Rồi, hoành thân 26 của chú. Cái củ này đóng củ này 50 chẵn nè. Củ từ mặt này qua tới mặt này là 19 cm ha. Cây cây da me luôn. Rồi chiều cao nó là 38 ha. Đó đóng nguyên củ quá nè mà. Khối đặc quá luôn. Đó đóng đẹp ha. Đó dáng bẻ đẹp cực kỳ luôn. Đó. Rồi Zalo cô 96. Zalo cô chú anh chị giá 1 triệu 3 luôn ha. Rồi 1 triệu 3. Đó 1 triệu 3 của chú anh chị mình đây. Mình thích chơi củ đẹp, củ nó quái lắm nè. Rồi tiếp tục mã số 97 cũng là mã số cuối clip nha nè. Cuối clip nè. Đó con thú em chưa rửa, mới làm mà chưa rửa. Chưa rửa nè, chơi luôn đi. Xấu vô xấu luôn. Rồi hoành thân 28 yếu chút xíu nha nè. Cái cũ của nó là 43 tròn ha. Rồi, cũ rất đẹp, có đuôi đóng đuôi ha. Anh em tham khảo con thú này đi. Nè nó có hai chân, về nuôi hai chân đây nè. Hai chân trước mình nuôi ha. Lại em nói là thì quái cái đầu, em chưa sạch rửa thì nhìn thấy nó dơ chút anh em. Rồi. Cũ đóng đuôi tròn vinh luôn ha. Rồi mã số 97 nha nè, là cũng là mã số cuối clip nha. Thì muốn mong cô chú anh chị em xem cuối clip hợp nhãn cái nào ủng hộ em anh em. Đó trong hình thức em thì cũng báo tin like cho cô chú anh chị em xem. Xác giá rồi. Hợp nhãn cái nào ủng hộ. Rồi, một củ mốt. Rồi, 1 triệu mốt. Đó, một củ mốt cho một con thú. Rất đẹp chưa anh em. Rồi thì cũng mong cô chú anh chị em xem cuối clip ủng hộ cho em, chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Cảm ơn quý vị ủng hộ cho anh Sự. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.